Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Trường Vũ Channel. Mình đang đứng tại chung cư Ấn Quang các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một số hình ảnh về chung cư Ấn Quang thuộc phường 9 quận 10. Mình sẽ đi vào trong khu chung cư này. Chung cư này thấy cũng khá là cũ rồi, rất nhiều ngõ ngách luôn. Đang này ở lô E. Lô E chung cư Ấn Quang phường 9 quận 10. Rồi, chúng ta đi vòng vòng trong khu vực này coi. Bên trái là lô C, bên phải là lô D các bạn. Bên phải màn của các bạn là lô D, còn bên trái màn của các bạn là lô C. Mình sẽ đi vòng vòng từng lô để xem cái cuộc sống của cư dân tại chung cư Ấn Quang này như thế nào. Phải màn ảnh của các bạn là lô B, bên trái là lô C. Chung cư này mình thấy hình như có tính luôn tầng trệt là có 4 tầng hả? 1, 2, 3. Phía tay trái mà ảnh của các bạn là đường Bà Hạc. Mình đi ra hướng tay phải rồi, còn đường nào khác không? Trong này có nhiều cái ngõ ngách nè, biết đi ra đâu đây. Ủa, đây có cái hẻm gì đây nè. Hẻm 108 Vĩnh Viễn các bạn. Đi thử cái hẻm này coi đi ra đâu đây.
đường đi luôn. Đi ra đâu đây? Hẻm này không biết đi luôn các bạn, đi lạc luôn rồi đó. Lạc đường luôn rồi. À đây đây đây. Rồi, ra đường Vĩnh Viễn rồi. Ok. Hay quá. Là chung cư rồi. Một số hình ảnh về chung cư Ấn Quang chia sẻ cùng đến các bạn nha. Mình tạm dừng clip ngày hôm nay đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.